Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của em Định. Hiện tại thì em Định đang có mặt ở dọc bờ biển Quy Nhơn và phía bên này là công viên thiếu nhi này các anh chị. Đó, và ngày hôm nay ở Quy Nhơn bắt đầu trời nắng ấm lên, nó không còn lạnh lẽo như những ngày khác nữa. Và dọc bờ biển cũng có nhiều người đi dạo và tắm biển ở nơi đây. À, rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại cái khung cảnh buổi chiều của biển Quy Nhơn đầu năm nha. Sóng biển vẫn còn mạnh nhưng mà không còn lạnh như mấy ngày trước nữa nha các anh chị. Hiện tại thì không khí rất là ấm áp, vừa ấm vừa mát, không khí nói chung rất là dễ chịu nhất trong mấy ngày hôm nay luôn. Rồi, em vừa chia sẻ đến các anh chị một số hình ảnh của bờ biển Quy Nhơn vào chiều đầu năm. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video của em Định và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.